Rồi, đây là trận đấu thứ 5, cũng là trận đấu quyết định coi ai là người đi tiếp của bảng F nha mọi người. A Đéo Bot Thiên Sơn, trang bị cao nhất của Tân Thiên Long 3D, S29. Và bên đây là Thiên Vương. Thiên Vương là bot tinh túc của server Bạch Hổ nha. Anh Đại Du, lừng lẫy một thờ. Nhưng mà sao A Béo lại không trị liệu full máu à chắp à. Đây, đâu full đâu. Trận này hay lắm mọi người, trận này hay lắm, bình tĩnh. Trận này hay lắm, cổ vũ đi mọi người ơi, A Béo hay là Thiên Vương này. A Béo hay là Thiên Vương. Ok, em đang tập trung nè mọi người. Rồi bắt đầu rồi mọi người ơi, thôi để tôi tập trung đây mọi người ơi. Tập trung đây. A Béo đã bị dính trùng. Thiên Vương đã bị dính trùng. Còn một mạng hồi sinh nữa. Nhất nhục A Béo là rất là nhanh là giải rồi. Rồi như vậy xin chúc mừng A Béo đã giành chiến thắng, toàn thắng trong 3 lượt trận thi đấu của mình, nâng tổng số điểm tích lũy của mình lên là 9 điểm và giành quyền đi tiếp trong bảng F. Xin chúc mừng A Béo.